Hầu hết chúng ta đều biết chim sẻ. Chúng là hình ảnh quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, thường hòa mình vào khung cảnh xung quanh. Nhưng bạn đã bao giờ dừng lại để thực sự quan sát những chú chim nhỏ bé này chưa? Nhớ, màu nâu và luôn có mặt. Vẻ ngoài khiêm tốn của chúng thường khiến chúng ta bỏ qua, nhưng câu chuyện của chúng là một câu chuyện về sự thích nghi và khả năng phục hồi đáng kinh ngạc. Tiếng hót líu lổ vui vẻ của chúng là âm thanh quen thuộc, một giai điệu vui tươi đi cùng với cảnh quan đô thị và nông thôn của chúng ta. Đó là một âm thanh quá phổ biến, chúng ta hầu như không để ý đến, nhưng nó là một lời nhắc nhở không ngừng về cuộc sống sôi động xung quanh chúng ta. Từ quảng trường thành phố, nơi chúng nhảy nhót dọc vỉa hè, tìm kiếm vụn bánh mì và hạt. Chúng đã học cách di chuyển trong khu rừng bê tông, tìm kiếm thức ăn ở những nơi không ngờ tới. Đến những con đường nông thôn yên tĩnh, chúng bay lượn giữa các cánh đồng và hàng rào, luôn hiện diện trong cảnh quan nông nghiệp. Chúng ta thấy chúng ở khắp mọi nơi, một minh chứng cho khả năng thích nghi và khả năng phát triển mạnh trong các môi trường đa dạng của chúng. Từ những thành phố nhộn nhịp đến vùng nông thôn yên tĩnh, chúng đã để lại dấu ấn của mình. Bấy lượn từ cây này sang cây khác, luôn di chuyển, tìm kiếm thức ăn và nơi trú ẩn. Chuyến bay của chúng nhanh và linh hoạt, hoàn toàn phù hợp để di chuyển trong các môi trường phức tạp mà chúng sinh sống, xây to lộn xộn trong nhà và vườn của chúng ta. Những tờ này thường được xây dựng từ nhiều loại vật liệu khác nhau, là minh chứng cho sự tháo vát và quyết tâm tạo ra một nơi trú ẩn an toàn cho con non của chúng. Sự hiện diện của chúng quá phổ biến, quá ăn sâu vào môi trường xung quanh chúng ta, đến nỗi chúng ta thường không đánh giá cao những phẩm chất độc đáo của chúng. Đến nỗi chúng ta thường bỏ qua những sự thích nghi đáng kinh ngạc, những đặc điểm tinh tế nhưng đáng chú ý cho phép chúng phát triển mạnh trong thế giới của chúng ta, cho phép chúng phát triển mạnh mẽ bên cạnh chúng ta. Chúng đã học cách chung sống với con người, thích nghi với thói quen của chúng ta và sử dụng các nguồn tài nguyên mà chúng ta cung cấp. Có nhiều loài chim sẻ, mỗi loài đều có những đặc điểm và sự thích nghi riêng biệt. Mỗi loài đều thích nghi độc đáo với môi trường của nó, thể hiện sự đa dạng đáng kinh ngạc trong hội chim này. Nhưng chim sẻ nhà có lẽ là nổi tiếng nhất, người bạn đồng hành phổ biến của các khu định cư của con người trên toàn cầu, phát triển mạnh ở bất cứ nơi nào con người định cư. Chúng đã theo chúng ta qua các châu lục, tự khẳng định mình là một phần cố định trong cảnh quan đô thị và ngoại ô của chúng ta. Mùa ngắn, hình nón của chúng hoàn hảo để bể hạt, một sự thích nghi quan trọng cho chế độ ăn của chúng. Và các đàn xã hội của chúng giúp chúng tìm thức ăn và tránh kẻ săn mồi. Những đàn này mang lại sự an toàn về số lượng, cho phép chúng kiếm ăn hiệu quả hơn và đề phòng những mối nguy hiểm tiềm tàng. Cuộc sống của một con chim sẽ là một cuộc đấu tranh hàng ngày, một cuộc tìm kiếm thức ăn, nơi trú ẩn và sự an toàn không ngừng, đặc biệt là trong mùa sinh sản, khi nhu cầu về năng lượng và tài nguyên của chúng ở mức cao nhất, khi nuôi con đòi hỏi năng lượng và sự cảnh giác liên tục. Cha mẹ làm việc không mệt mỏi để cung cấp cho con non của chúng chất dinh dưỡng cần thiết để lớn lên và phát triển. Áp lực không ngừng này buộc chim sẽ phải trở thành loài cơ hội, luôn sẵn sàng tận dụng mọi nguồn tài nguyên có sẵn. Nắm bắt bất kỳ nguồn tài nguyên nào, từ vụn thức ăn bỏ đi đến côn trùng và hạt, mang lại lợi thế cho chúng và con non của chúng. Khả năng thích nghi này là chìa khóa cho sự sống còn của chúng trong một thế giới không ngừng thay đổi. Chính trong thế giới đầy rủi ro này, nơi những kẻ săn mới ẩn nấp và tài nguyên khan hiếm, mà chúng ta khám phá một số hành vi đáng ngạc nhiên nhất của chúng. Vậy, lần tới khi bạn nhìn thấy một con chim sẻ, hãy dành một chút thời gian để đánh giá cao chú chim nhỏ bé đáng chú ý này và câu chuyện sinh tồn đáng kinh ngạc mà nó đại diện. Chúng ta thường hình dung chim sẻ mở hạt và vụn bánh mì, nhưng chế độ ăn của chúng phức tạp hơn vẻ ngoài của nó. Trong khi hạt và ngũ cốc là thức ăn chính, chim sẻ cũng ăn côn trùng để lấy protein, đặc biệt là trong mùa sinh sản. Tuy nhiên, một số chim sẻ còn đi xa hơn, chúng ăn trứng của các loài chim khác, một hành vi gọi là ăn trứng. Đây không phải là sự tàn nhẫn, mà là một chiến lược sinh tồn có tính toán. Trứng rất giàu chất dinh dưỡng, một nguồn tài nguyên quý giá khi thức ăn khan hiếm. Việc săn trứng rất rủi ro, nhưng phần thưởng có thể tạo nên sự khác biệt giữa sự sống còn và thất bại cho lứa chim sẻ con của chính chúng. Logic của tự nhiên là vô cảm, hành động của chim sẻ được thúc đẩy bởi sự cần thiết, không phải ác ý. Sự khan hiếm thức ăn là một lực lượng mạnh mẽ, một yếu tố sinh tồn then chốt trong thế giới tự nhiên. Khi nguồn cung cấp thức ăn trở nên hạn chế, các loài chim sẽ phải đối mặt với những thách thức lớn để tìm kiếm đủ năng lượng duy trì sự sống. Sương giá muộn có thể tàn phá nguồn cung cấp thức ăn tự nhiên. Hạn hán kéo dài làm cạn kiệt tham thực vật và côn trùng, những nguồn thức ăn quan trọng của chim sẻ. Hoặc mật độ dân số dày đặc tạo ra sự cạnh tranh khốc liệt về nguồn thức ăn hạn chế. Trong những điều kiện này, có thể khiến hạt và côn trùng khó tìm,
đẩy chim sẻ đến giới hạn của sự sinh tồn. Trong những thời điểm này, khi các nguồn thức ăn truyền thống trở nên khan hiếm và khó tiếp cận, chim sẻ phải thích nghi và tìm kiếm các giải pháp thay thế để tồn tại. Chim sẻ có thể chuyển sang ăn trứng như một nguồn thức ăn quan trọng, giàu năng lượng, cung cấp một lượng protein và chất béo cần thiết để duy trì sức khỏe và hoạt động. Cạnh tranh rất khốc liệt, đặc biệt là khi nguồn thức ăn trở nên khan hiếm và chim sẻ phải tranh giành từng miếng ăn, đặc biệt là ở các khu vực đô thị, nơi môi trường sống tự nhiên bị thu hẹp và nguồn thức ăn trở nên hạn chế hơn, nơi nhiều loài chim tranh giành cùng một nguồn tài nguyên, tạo ra một hệ sinh thái cạnh tranh và đầy thách thức. Bằng cách ăn trứng của đối thủ, chim sẻ không chỉ bổ sung nguồn dinh dưỡng quan trọng, mà còn có thể ảnh hưởng đến sự thành công sinh sản của các loài chim khác. Một con chim sẻ vừa có dinh dưỡng vừa giảm bớt sự cạnh tranh trong tương lai, tăng cơ hội sống sót và sinh sản thành công cho bản thân và con cái của nó. Hành vi này đạt đỉnh điểm trong mùa sinh sản, khi nhu cầu năng lượng của chim sẻ tăng cao để đáp ứng nhu cầu sinh sản và nuôi con. Khi nhu cầu dinh dưỡng cao nhất, cả chim bố mẹ và chim non đều cần một lượng lớn protein và chất béo để phát triển và tồn tại. Đối với cả chim bố mẹ và chim con, việc tìm kiếm đủ thức ăn trở thành một nhiệm vụ sống còn, đòi hỏi sự nỗ lực không ngừng và khả năng thích nghi cao. Sản xuất trứng và nuôi con rất tốn kém, đòi hỏi một lượng lớn năng lượng và nguồn lực từ chim bố mẹ. Vì vậy, chim sẽ phải đưa ra những lựa chọn khó khăn để đảm bảo sự sống còn của gia đình chúng, đôi khi phải hy sinh lợi ích ngắn hạn để đảm bảo tương lai lâu dài. Ăn trứng là một giải pháp thực dụng cho một vấn đề sinh học cấp bách. Một chiến lược sinh tồn được thúc đẩy bởi nhu cầu năng lượng và sự cạnh tranh khốc liệt. Trong tự nhiên, sự sống còn thường có nghĩa là đưa ra những quyết định khó khăn, thậm chí tàn nhẫn, và chim sẻ không phải là ngoại lệ trong cuộc chiến sinh tồn này. Hãy hình dung một khu vườn yên tĩnh vào mùa xuân, một cặp chim xanh đang chăm sóc tổ của chúng. Trong khi chim bố mẹ đi vắng, một con chim sẻ nhà nắm bắt khoảnh khắc, len vào tổ và chọc thủng một quả trứng bằng mỏ của nó. Nó ăn hết phần bên trong, đôi khi làm hỏng những quả trứng khác để loại bỏ sự cạnh tranh trong tương lai. Những con chim xanh trở về và thầy tổ của chúng bị phá hủy, buộc phải bỏ tổ và bắt đầu lại. Đối với chúng ta, đó là một cảnh tượng đau lòng, nhưng đối với chim sẻ, đó là vấn đề sinh tồn. Ngôi nhà chim là một bất động sản đặc địa và trứng là một bữa ăn quý giá. Xin tưởng này diễn ra ở vô số sân sau, một lời nhắc nhở rõ ràng về lợi thế cạnh tranh của tự nhiên. Chim sẻ không phải là kẻ phản diện, mà là một loài cơ hội được định hình bởi những đòi hỏi của môi trường. Khi chim sẻ ăn trứng, những tác động lan truyền khắp hệ sinh thái. Việc săn to định hình các quan xã chim. Nếu chim sẻ nhắm mục tiêu vào các loài nhỏ hơn, những quần thể đó có thể suy giảm, mở ra không gian cho các loài khác. Ở những khu vực có nhiều chim sẻ nhà, đa dạng chim có thể giảm, vì chúng thống trị các địa điểm làm tổ và nguồn tài nguyên. Điều này không tốt hay xấu, đó là quá trình năng động của cạnh tranh và thích nghi. Ở những nơi chim sẻ không phải là loài bản địa, việc chúng ăn trứng có thể làm gián đoạn các loài địa phương thiếu khả năng phòng vệ. Tác động tích lũy có thể làm thay đổi sự cân bằng của toàn bộ hệ sinh thái, thay đổi loài chim và côn trùng nào phát triển mạnh. Mỗi hành động, ngay cả một bữa ăn đơn lẻ, cũng có thể có những hậu quả sâu rộng. Ăn trứng chỉ là một phần trong vai trò sinh thái của chim sẻ. Chim sẻ là con mồi của diều hâu, cú, rắn và mèo, giúp kiểm soát số lượng của chúng. Chúng phân tán hạt, giúp kiểm soát quần thể côn trùng và thậm chí làm tơi xốp đất khi chúng kiếm ăn. Cân bằng sinh thái là năng động, không phải hòa bình. Việc chim sẻ ăn thịt giúp điều hòa quần thể chim và sử dụng tài nguyên. Hành động của chúng, dù có vẻ khắc nghiệt, ngăn chặn sự bùng nổ dân số và sự sụp đổ tài nguyên. Chim sẻ là loài cạnh tranh, con mồi, loài phân tán hạt và loài kiểm soát côn trùng. Tất cả đều là những mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái. Việc dán nhãn chúng là loài gây hại bỏ qua những đóng góp phức tạp của chúng. Mọi loài, bao gồm cả chim sẻ, là một sợi chỉ quan trọng trong mạng lưới của tự nhiên. Chim sẻ không chỉ là một loài chim quen thuộc ở sân sau, thường bị bỏ qua trong sự hối hả và nhộn nhịp của cuộc sống hàng ngày. Chúng là những cư dân nhỏ bé, nhưng lại mang trong mình những câu chuyện lớn lao về sự thích nghi và sinh tồn. Nó là một loài sống sót, một loài cơ hội, luôn tìm kiếm thức ăn và nơi trú ẩn, bất kể điều kiện khắc nghiệt của môi trường xung quanh. Chúng thích nghi một cách đáng kinh ngạc, tìm thấy nguồn sống ngay cả trong những môi trường dường như cằn cỗi nhất. Và một nhân tố chủ chốt trong hệ sinh thái. Sự hiện diện của chúng có ảnh hưởng đến sự cân bằng của tự nhiên, ảnh hưởng đến các loài khác và góp phần vào sự đa dạng sinh học tổng thể. Hành vi ăn trứng của nó không phải là ác ý, không phải là một hành động tàn ác có chủ ý, mà là một minh chứng cho động lực sinh tồn và nuôi dưỡng con non của nó. Đó là một sự lựa chọn khó khăn, được thúc đẩy bởi nhu cầu sinh tồn
và đảm bảo tương lai cho thế hệ tiếp theo. Thực tế của tự nhiên là vô cảm, không có chỗ cho sự phán xét đạo đức hay cảm xúc của con người. Và mỗi sinh vật đều có một vai trò được định hình bởi hàng triệu năm tiến hóa. Mỗi loài đều có một vị trí độc đáo trong mạng lưới sự sống phức tạp, đóng góp vào sự cân bằng và hài hòa tổng thể. Khả năng thích nghi và khả năng phục hồi của chim sẻ cho phép chúng tồn tại và phát triển trong một thế giới luôn thay đổi, là những câu chuyện được viết trong gen và hành động của nó, được truyền lại qua nhiều thế hệ. Khi chúng ta đánh giá hành vi của động vật theo tiêu chuẩn của con người, áp đặt các giá trị và đạo đức của chúng ta lên thế giới tự nhiên, chúng ta có nguy cơ hiểu sai sự cân bằng của tự nhiên, bỏ lỡ sự phức tạp và vẻ đẹp của nó. Mọi hành động, dù nhẹ nhàng hay khắc nghiệt, đều có ý nghĩa riêng của nó, đều góp phần vào sự ổn định năng động của cuộc sống, tạo ra một mạng lưới tương tác phức tạp và tinh tế. Bằng cách tìm kiếm sự hiểu biết, bằng cách quan sát và học hỏi từ thế giới tự nhiên, chúng ta làm sâu sắc thêm sự tôn trọng của mình đối với tất cả các sinh vật, nhận ra giá trị nội tại của mỗi loài, bao gồm cả con chim sẻ khiêm tốn bên ngoài cửa sổ của chúng ta, một lời nhắc nhở về sự phức tạp và vẻ đẹp của thế giới tự nhiên ngay trước mặt chúng ta.